Hello. Chào bác nuôi mèo nha. Hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2023 cũng là ngày 25 Tết rồi, nhưng mà tại cô chú anh chị mình kêu bán bò nhiều quá, em cũng mua về em bán với anh chị mình ha. Đó, cũng như vậy ha, bò này Tết cho nó được ăn cỏ của anh chị, chứ bình thường đâu có cỏ anh chị. Tết á, mình ăn Tết cũng cho nó ăn Tết luôn anh chị, chứ em ít có ăn cỏ anh chị, hiểu không? Đó, thì đây em báo giá của anh chị mình coi ha. Rồi, trước mắt là cô chú anh chị mình ba con được man ha. Con này thì nó cao mét là 7 lít bòi không chị? Đúng không chị không? Ăn uống cứ ăn uống ngon lành chị, nó ăn cỏ, tại nhà cũng thiếu nuôi á. Cô chú anh chị mình coi ha. Ba con này giờ mình nuôi, con này 2 mét mốt anh chị. Con nào cũng xương sóc đòn dốc có không chị? Nè, đuôi dài phết ha. Đó. Chị không? Đòn dài không chị? Con bên này nữa, con này mít mốt yếu của anh chị. Đó, ba con manh trụi xương sóc rất ngon lành của anh chị. Cái này hơi thiếu nuôi của anh chị. Về của anh chị mình nuôi ha. Thì ba con này bán cô anh chị mình giá 28 triệu của anh chị. Chưa được 90 rưỡi con nó về cô anh chị mình nuôi ha. Ba con 28 triệu. Thì sắp tới cũng chuyến đi Vũng Tàu đâu á, Vũng Tàu Đồng Nai của anh chị mình mua. Em giao đến tận nhà mình cái giá nó trên của anh chị. Ba con 28 triệu. Giá này cũng quá ok của anh chị. Giá này giá nuôi của anh chị về mình cắt cỏ rác rồi vô mình cho ăn ha, cám lớn của anh chị. Mình nuôi vẫn có lời của anh chị. Nó chứ không có lỗ ha. Anh chị mình coi. Ba con. Đó, ba con 28 triệu. Y như giá bê cạo của anh chị. Nha. Cô anh chị mình coi mình mua mình nuôi của anh chị. Nó ăn anh chị thấy. Bò đất cỏ già được cái mùa này của chị, bò nó tổ tiên nó cũng có nó cũng dài cũng vậy, nên mùa này là cỏ giờ của anh chị mình cái cỏ gì nó cũng ăn cũng vậy. Mùa khô nè chắc tổ tiên nó cũng dạy nó vậy, bản năng của bò sinh tồn mà. Mùa nắng này của anh chị mình cắt cái cỏ cỡ nào nó cũng ăn hết, chứ phải như mùa mưa nó kén kén của chị. Nó ba con 28 triệu. Còn cô chú anh chị mình có cái mẫu bò Simbo y gì nè, cứ điện thoại alo em mua cho ha. Đó chị không, con này thì sái nó hơi sụp cũng chị. Đó cái mẫu Simbo nè, mua vài con để mà Tết ngắm chơi cũng chị. Tết mình đi chơi thú nó cũng tốn tiền á. Đó con chị không, với cái mẫu bô lồng nè, đích nhìn nó cô chú chị thấy không, đầu trùi lũi nó rốn yếm dập chiều. Đó con chị có mẫu này điện thoại alo em mua nha. Đó để qua Tết em bán khai trương cho cô anh chị mình luôn nè, cô anh chị không? Đó cái mẫu y dày, đó cô anh chị không? Sái tích đúng nè, đó cái mẫu nó, cái yếm là đà dập dìu gì cô anh chị, đó để qua Tết em bán khai trương cho cô anh chị mình đó. Còn cái lưng thì nó cũng như là giống như lưng ba bê cô anh chị không? Đó, cô anh chị có cái mẫu này thì alo cho em mua, qua Tết em khai trương của cô anh chị, đó. Yếm mà nó bó nha của anh chị. Đó, cái yếm nó gác nó máng chị không? Đó, mấy cái mẫu cái gì của anh chị. Đó, những mẫu cái gì ha. Chị thấy chưa? Mẫu này nè. Mùa ha. Đây nè của anh chị. Đó. Thấy chưa? Đó, cái mẫu y vậy của anh chị. Mẫu lông lồng như anh chị, đựng cao của anh chị. Em không thích cao luôn cũng vậy. Nó cứ đầu ngắn, mặt ngắn. Thì không? Mặt ngắn hết y vậy nè. Mặt nào cũng ngắn, cô chú anh chị có cái mẫu này cứ alo mua cho nhanh của anh chị. Em rất thích cái mẫu này của anh chị. Còn cuối cùng em quay lại cho chú, mẹ chú ở cũng ở xa quá mà chú không có xài điện thoại á, chú kêu quay lại cặp mẹ con dưới đực này về chú cắt cỏ vườn cho ăn á. Đó thì con đực đực man này cao gần 1m3 bò á, bán 20.500. Đó thôi, bữa nay Tết bán của anh chị mình 20 triệu luôn, lì xì của anh chị mình luôn ha. Đó gần Tết bán cho anh chị mình luôn ha, đủ 100 bò của anh chị. Bán nó cũng cái giá nó cũng
nơi nơi á, vậy cũng chị mình nuôi cho có lời ha chị không, mặt ngắn nè, đó đòn dốc xương sóc co to hết chị, đứng xa xa cho cô anh chị mình thấy cái đòn nó dài đúng không, để giờ mình nuôi ủ ha, này về cũng chị mình cần ủ thôi là lên cũng chị không có vấn đề gì. phải nuôi vất vả đó cũng chị đó cũng vậy không, mẹ con được man luôn, mẹ con được man cao 9 tấc mấy con mét cũng chị, mét yếu ha, mẹ được man 21 kg cũng chị đó. Cô chúng chị nào mua thì ra tới nhà mình ha, giá nó trên của anh chị, mẹ rất là mát sữa ha, của anh chị mình coi rất là phàm ăn, mẫu mẫu bông bài được cái nước cũng phàm ăn của anh chị đó, phàm ăn mát sữa nuôi con giỏi nữa anh chị không, mẹ con này 21 triệu 500 anh chị coi không đó, đẻ rất là tốt ha, rất là lớn xương của anh chị đó, bò mẹ lưng đôi anh chị cao mét 23-24 bò của anh chị chứ không dữ ha, đó, mẹ con vậy không, rồi xin cảm ơn cô chú anh chị mình nha, chúc cô anh chị mình xem vui vẻ ha.